Tiến Dũng xin thay kính chào tất cả quý vị. Hiện nay Tiến Dũng đang trên xe cùng với anh Việt và anh Thăng đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngày hôm nay hai anh có dịp đi về Tri Tôn, thì Tiến Dũng mời hai anh đi cùng với Tiến Dũng xuống Phú Tân để thăm gia cảnh của bà lão ăn xin mà trước đây Tiến Dũng đã tình cờ quay bà tại tổ đình Phật giáo Hòa Hảo. Thì Tiến Dũng thấy gia cảnh của bà nghèo, đi xin ăn nuôi một người con bị bệnh tâm thần, và gia đình thì người con gái bị bệnh thiểu năng. Với cái căn nhà cũ kỹ của bà thì Tiến Dũng đã có vận động quyên góp để cho bà cắt lại căn nhà. Thì cũng may mắn là Tiến Dũng up lên Facebook của mình để vận động tiếp cho bà, thì đã có được một mạnh thường quân ở tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân đã đứng ra xây cắt căn nhà cho bà. Thì hôm nay Tiến Dũng có dịp đi xuống Phú Tân thì luôn tiện sẵn ghé thăm gia cảnh của bà. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo chân của Tiến Dũng và anh Việt với anh Hăng đến thị trấn Phú Tân để thăm gia cảnh của bà lão ăn xin nhé quý vị. Cảm ơn quý vị nha. Đây, nhà của bà lão đang xây đây quý vị. Căn nhà mà lúc trước Tiến Dũng đã đến quay gia cảnh của bà, rồi Tiến Dũng có up lên để xin mạnh thường quân cho bà, thì ngày hôm nay đã có một mạnh thường quân tại địa phương thị trấn Phú Tân, đã thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân đã đứng ra hỗ trợ xây cắt cho bà cái căn nhà này. Đang xây tường luôn, là có toilet luôn hả chị ha? Ủa bà lão rồi, bà đâu rồi? Gì hả? Điều chuyện hả? Nãy giờ vô không có nghe đâu. Chào anh. Anh thầy chánh đây anh. Em xin giao đồ. À vậy hả? Ông nào là thầy chánh ở đây vậy? Ôi. Chào chú thợ. Đây, căn nhà của bà đang xây này quý vị. Nó có thằng khùng đó. Này xây cửa. Ủa mẹ đâu rồi cưng? Mẹ rồi. Mẹ đi công chuyện gì hả? Vậy sau khi mà được các cô chú anh chị em đã cắt cái nhà đó, em có trong lòng em có vui không em? Cắt này cũng trong lòng cũng vui, cũng mang ơn cảm ơn mạnh thường quân đã giúp đỡ cho em cái nhà được ngủ được không nước không có tràn vô nhà. Cảm ơn rất nhiều. Ok em, anh cũng mừng vui cho gia đình của em ha. Mừng không? Mừng không? Được, mừng. Mừng lắm ha. 2 năm trước chứ không có gì đâu mà kêu dọn nhà cửa, cắt nguyên con cho không chịu rồi tới giờ. Cắt nhà dụng cả hàng chung với ban trị sự với nhà. Chào cô. Dạ, con đến từ kênh YouTube Tiến Dũng Nhu Cầu Nhân Ái. Thì lúc trước con có quay gia cảnh của bà đó. Thì con up lên Facebook với YouTube để mà kêu gọi giúp cho bà. Dạ thì hôm nay đã được như cái ước nguyện của Tiến Dũng và gia đình thì đã được mạnh thường quân ở dưới tại địa phương thị trấn Phú Mỹ chị ha. Dạ thị trấn Phú Mỹ huyện Phú Tân đã giúp thì cho con hỏi cô tên gì con? Phạm Thị Bé Tám. Phạm Thị Bé Tám nha. Dạ cô Tám. Dạ cô Tám đứng ra để mà xây cắt cho căn nhà lại con. Đúng rồi. Dạ. Tôi với anh Hội. Dạ cô với chú Hội ha. Dạ. Dạ. Hai anh em Hùng làm. Dạ. Anh dằn dưới tôi dằn trên. À vậy ha, hai người hợp tác ha. Dạ. Dạ. Chứ không phải mình đừng nói mình là nó dốc. Dạ dạ dạ. Vậy là ổng dằn dưới cô dằn trên. Dạ. Dạ. Như anh Sáu thì anh đút cái nền từ trên đó lên thì tôi hết. Dạ dạ. Dạ chú Sáu nãy giờ đi đâu rồi con hả? Sao sáng xuống một chút rồi về rồi xe dạ. Tới dằn trên giao cho tôi rồi về. Có bà Trùng. Chúc đi con, chúc đi con. Chú ơi có bà Khùng. Dạ. Theo như cô với chú Sáu thì mình cắt cái căn nhà này hoàn thành hết là khoảng bao nhiêu tiền cô? Chắc cũng cỡ 20 triệu ạ. Trong khoảng 20 là cỡ 25 không cô? Cái đó rõ rồi nó chứ không dữ đâu. Dạ. Bởi dạ. Vì còn mình lót gạch trắng men luôn. Dạ. Rồi tính cho lợp thiết cũ mà, nhưng mà tôi nói mình cắt cái nhà được mà thiết có nhiều đâu, tôi cho lợp thiết mới luôn. Dạ. Anh Hội đòi lợp thiết cũ mà tôi không chịu. Tôi nói dạ. Chắc có thể là cho thiết mới luôn. Cho toàn mới luôn ha, cho dạ, nó dạ. Bền lâu ha cô ha. Có dạ. Là phòng hả? Là phòng hả? Ba chạy ơi. Thiết coi ba chạy. Chạy dân đi. Dạ. Mấy con cắt vô đi.
chào chú Sáu. Trời ơi, mới dạ dạ con Dũng chú. Dạ dạ chú Sáu đây là mấy ông anh Hăng ở thành phố Hồ Chí Minh với anh Việt. Dạ cũng anh em bạn coi thành phố sẵn hôm nay về đây thì cũng đi tham quan với con luôn ở Phú Tân. Hồi nãy cũng có ghé thăm gia cảnh của bà lão bị cái đường nuôi hai người con trai mù đó. Hồi nãy có ghé thăm để khảo sát cái nhà của bà bên đó nữa. Nãy ông thợ nó cũng thông báo rồi là cũng 25 triệu nữa cũng cắt lại cho bà. Của mình cũng từ 25 đủ lên giờ để bây giờ cũng xin tiếp cái hoàn cảnh đó. Bây giờ con báo cho mấy cháu đi ha. Dạ. Cái nền dưới là có Võ Thị Anh Tiết ở Đồng Nai. Dạ. Nó hỗ trợ 5 triệu. Dạ. Chị hai của anh là ở Võ Lê Thị Cẩm Vân ở Kiên Giang là 2 triệu. Dạ. Con gái chú là Võ Thị Hoàng Ngân ở cửa hàng Phương Ngân á. Dạ. Nó cho 3 triệu. Dạ. 10 triệu. Dạ. Thì hiện tại bây giờ là cái nền chú không là, là 8 triệu mấy rồi. Dạ. Chưa được 10 triệu. Dạ. Cái phần xây gạch này là Phạm Thị Bá Tám này là tài trợ hết. Dạ. Đúng không? Dạ, là hết hay là hết. Ừ. Cái phần trên á thì dạ. Là cây á là chồng Bá Tám nó xin cây. Dạ. Để mà làm đoàn tay với kèo. Dạ. Ừ, cô Diễm con cái Nam Đàn á là sẽ cho cái thiết. Dạ. Vậy là hoàn thành cái nhà này. Lo luôn, hỏi xin ta đó nè. Dạ. Dạ vậy là cô Tám lo luôn. Cô Tám cho. Dạ, cô cho. Chúng ta thì cũng bà con chúng ta lại làm. Nói gì là anh Sáu, bây giờ là con Diễm nó cho đường thường chiếc mỏng không à. Cái của em á rễ đó tôi cho luôn, cho thứ chạy luôn. Vậy là Phạm Thị Bá Tám này sẽ tài trợ luôn. Dạ, 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 vậy là quan ninh cho kèo dưới đồng cô Tám. Cái nền này nữa là lập lót gạch men luôn. Dạ, lót gạch men luôn cho nó sạch luôn. Tao đặt rồi, 16 đồng gạch men rồi. Dạ, dạ, vậy là quá im rồi chú ơi. Dạ. Thì thấy chị Diễm nó cho cái bà trong mỏng rồi mới thay xét cho mà. Dạ. Anh tính là thiết là mình thêm tiền mình làm cái thiết vậy. Thôi để tôi cho luôn, không có nhiều tiền đâu, mình cho cái nồi cái sườn để. Thì có triệu mấy à? Thiết có triệu mấy à? Dạ. Rồi anh tính là anh sẽ chịu thêm 500-600 ngàn làm thiết vậy. Dạ. Cho nó lâu bền. À, Phạm Thị Bá Tám này sẽ tài trợ luôn. Dạ, 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 vậy là quan ninh cho kèo dưới đồng cô Tám. Cái nền này nữa là lập lót gạch men luôn. Dạ, lót gạch men luôn cho nó sạch. Luôn tao đặt rồi, 16 đồng gạch men rồi. Dạ, dạ, vậy là quá im rồi chú ơi. Dạ. Thì thấy chị Diễm nó cho cái bà trong mỏng rồi mới thay xét cho mà. Dạ. Anh tính là thiết là mình thêm tiền mình làm cái thiết vậy. Thôi để tôi cho luôn, không có nhiều tiền đâu, mình cho cái nồi cái sườn để. Thì có triệu mấy à? Thiết có triệu mấy à? Dạ. Rồi anh tính là anh sẽ chịu thêm 500-600 ngàn làm thiết vậy. Dạ. Cho nó lâu bền. Ô nhà tình thương mà có nhà đúc của cái ai cũng gì. Dạ con chào cô, nãy giờ cô đi mua đồ hay gì cô? Bồng nhỏ vỗ nó khóc kìa. Dạ tại vì hôm nay thì sẵn có dịp con đi qua Phú Tân. Dạ. Rồi con cũng nghe chị Linh thông báo trợ thông báo là đã có chú xã hội với cô Tám ở đây để hỗ trợ giúp cho cô cắt lại căn nhà đó. Dạ. Thì sẵn con ghé đây thăm coi nhà mình làm tới đâu rồi. Dạ. Thì con cũng có giữ đi số tiền cũng được 2 triệu mấy để chừng nữa xong xuôi nhà đó rồi con cũng sẽ mua những cái vật dụng tiếp cho cô ở trong nữa. Dạ. Nội thất bên trong. Dạ. Dạ, dạ thêm phần đó. Con mua. Dạ rồi cô cảm thấy hôm nay cô có được vui không? Vui. Dạ. 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 Cắt cái nhà vui, cảm ơn nha. Dạ. 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 Thì con cũng về, con cũng đăng lên Facebook để con vận động bên bạn Thành Quân của con. Dạ. Thì con có nghe em Phương Ngân thông báo thì thôi nếu mà anh vận động được bao nhiêu thì anh giữ đi để nữa lo cho bà để bên ba của em xây cắt cho bà. Dạ. Kính thưa quý vị, hôm nay Tiến Dũng trở lại thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân để thăm lại cái gia cảnh của bà lão ăn xin mà trước đây Tiến Dũng đã tình cờ gặp bà ở trước tổ đình Hòa Hảo. Thì Tiến Dũng thấy gia cảnh bà đi xin mà nuôi một người con bị bệnh tâm thần, rồi một người con gái ở nhà thì bị bệnh thiếu năng, với lại cái căn nhà của bà thì đã cũ kỹ xuống cấp. Thì Tiến Dũng có quay gia cảnh bà và cũng có đăng lên Facebook để mà xin cho bà sửa lại cái căn nhà của bà. Thì cũng may mắn là
tại địa phương thì trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân này đã có hai mạnh thường quân đã đứng ra hỗ trợ xây cất căn nhà lại cho bà, đó là chú Sáu Hội và cô Tám. Cô Tám tên gì? Tám ôi trời, mấy chú Hội cùng với chị Linh bên hội bảo trợ của thị trấn Phú Tân đã hỗ trợ xây cất lại cái căn nhà cho bà. Hiện giờ thì đang thợ đang xây lại, quý vị, xây tường lại và chuẩn bị đang lên dàn cột và lập tôn cho bà. Thì hôm nay Tiến Dũng trở lại Phú Tân thì sẵn đây cũng trao lại cho bà số tiền mà Tiến Dũng đã vận động trước đây được 2.400.000. Thì hôm nay Tiến Dũng xin công bố danh sách của những mạnh thường quân đã đóng góp cho bà lão. Người đầu tiên là bạn Phan Nùng Tèn, Facebook Phan Nùng Tèn gửi cho bà 200k. Tiếp theo người thứ hai là mẹ của mẹ Thu, mẹ của Tuấn Dũng gửi cho bác 1.000.000 nha. Rồi người thứ ba là chị Văn Trần ở Kiên Giang đã hỗ trợ giúp cho bạn 1.000.000 nữa. Dạ, còn người thứ tư là Facebook của bạn Bích Co Co gửi cho bà 200.000. Dạ, tổng cộng số tiền là 2.400.000. Dạ, bác giữ đây để sau khi mà nhà cắt xong đó còn thiếu những cái vật dụng gì mà bác mua trong gia đình đó, thì cũng như là con nghe nói là bác chuẩn bị xây nhà chui là bác chuẩn bị đi bán số chứ không còn đi xin nữa đúng không? Dạ. Thì bác giữ số tiền này để gì nữa làm vốn đi bán số với bác nha. Dạ. Thí Dũng xin cảm ơn chú Sáu và cô Tám với chị Linh đã hỗ trợ giúp cho bà cái có được một căn nhà cho nắng che mưa rất là tốt. Dạ, cảm ơn chú Tám. Dạ, chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn. Chú cũng đại diện địa phương, địa ban chỉ sự Phú Mỹ. Dạ. Thì cũng có chú Dũng với đoàn là để vận động để mà xây dựng cho chị Gành là căn nhà được kính nắng che mưa. Dạ. Thì cũng nhờ mấy cháu xin cảm ơn mấy cháu. Dạ. Thì con cũng cảm ơn mấy chú hết nha. Dạ dạ, cảm ơn cô Tám rất nhiều. Cảm ơn chúng chị nghe cũng là nhờ em mà đăng lên trang Zalo, Facebook, YouTube. Mọi người thấy được là bên đây thì có hai anh chị bạn thường quân. Dạ dạ. Cũng giúp đỡ cho nhà chị Đính. Chị Đính. Dạ. Cảm ơn chị Linh. Dạ, con qua Phú Tân là con điện thoại với mời chú cà phê với. Có gì qua Phú Tân gặp chú. Dạ dạ dạ. Tao ăn ở không rồi ngoài chú. Dạ. ăn ở không đi giúp người đó. Dạ dạ. Rồi chào chị Linh nha, chào bác. Dạ dạ. Rồi cảm ơn em nha.